Hoan hỷ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Quý vị thân mến, xem tử vi cho tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 trong tháng 12 có để thu được những kinh nghiệm quý giá về vận khí trong tương lai. Thông qua những luận giải tử vi chính xác, chi tiết sẽ giúp cho quý vị và các bạn có được những hoạt động cụ thể phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn. Chẳng hạn nếu gặp may mắn phát đạt thì nên cố gắng nỗ lực để thu được thành quả lớn. Và nếu như gặp mạo hiểm thì chúng ta lại không nên đầu tư, làm việc một cách mù quáng trong tháng 12 âm lịch. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng đi vào phần luận giải chi tiết cho tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 trong tháng 12 âm lịch này. Xin mời quý vị ạ. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Canh Ngọ nói riêng là người luôn luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, mệnh lộ bàng thổ, có tấm lòng lương thiện hay giúp đỡ người khác. Họ sống ngay thẳng, chân thật, cũng thường giúp đỡ mọi người nên được bạn bè quý mến. Tuy nhiên, họ có một nhược điểm chí mạng, đó là ăn nói không khéo léo, dễ làm phật lòng người khác, lúc nào cũng không hề hay biết. Họ hợp với người cùng lứa hơn là những người lớn tuổi. Người tuổi Canh Ngọ không phải là người khéo léo, không thích hợp với các hoạt động đầu tư, nên an phận để con đường tài lộc được bình ổn. Tất cả những kế hoạch đã lên, họ sẽ cố gắng hết sức để thực hiện, điều đó khiến cho cấp trên rất ưng ý. Xem vận mệnh người tuổi Canh Ngọ thì cơ hội thăng tiến của con giáp này vô cùng rộng mở. Do tính cách của người tuổi Canh Ngọ không dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác, dù là bị phê bình nhưng họ cũng không vì thế mà suy sụp tinh thần. Khi những người khác bận rộn với đủ nỗi lo thì họ vẫn giữ được vẻ thong dong, tưởng chừng như chẳng có gì khiến họ quan tâm. Kỳ thực, họ là người biết mình muốn gì, họ chỉ quan tâm đến việc đạt được mục đích, còn những việc khác hoàn toàn không phải là thứ họ quan tâm. Tiến sang tháng này, người tuổi Canh Ngọ không những có sức khỏe mà tất cả điều kiện vật chất đều có phần tăng lên. Người này tâm địa hiền lương, hay giúp đỡ mọi người, lại nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội nên được mọi người quý mến. Canh Dương Kim gặp Tân Âm Kim nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Canh Ngọ trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình của nhà mình. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Qua tháng 12 năm 2021, công việc của con giáp này bắt đầu sa sút, bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức, rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã phải cố gắng rất nhiều để có thể đảm bảo được tiến độ công việc nhưng vẫn không được như ý. Tình hình trước mắt biến động liên tục khiến cho bản mệnh trở tay không kịp. Có nhiều vấn đề chưa kịp giải quyết thì đã phát sinh nghiêm trọng hơn, dễ gây ra sự cố bất ngờ. Con giáp này còn gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đối thủ, cạm bẫy khắp nơi nơi, khiến cho người tuổi Canh Ngọ đôi khi chán nản, chỉ muốn buông xuôi. Công danh sự nghiệp bị cản trở, suy nghĩ tiêu cực, bi quan sẽ khiến cho tuổi Canh Ngọ dễ đánh mất đi quyết tâm của mình, có thể một bước vấp ngã là chẳng thể nào đứng dậy được, cần phải tự sốc dậy tinh thần cho mình trước khi quá muộn. Sự tính toán nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh, gia chủ nên chú ý để hài hòa hơn trong các mối quan hệ. Có vậy thì cuộc sống của bạn mới dễ thở, mới đón thêm được nhiều điều may mắn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Trong tháng 12 âm lịch này, các gia chủ tuổi Canh Ngọ dễ gặp phải những khó khăn trong chuyện kiếm tiền, tiểu nhân vận vượng, bản mệnh có thể sẽ bị những kẻ xấu bụng bày mưu tính kế hãm hại, tiền bạc tổn hao và nhất là chuyện kinh doanh bất lợi, lợi nhuận giảm sút nhanh chóng.
Xét về tài vận, tháng 12 âm lịch này tuổi Canh Ngọ khó mà có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà công việc của bản mệnh đang khá bấp bênh và chưa tìm được điểm đột phá. Con giáp này có khi đang trên đà tiến bước, sắp nhận được thành quả do công sức mình bỏ ra thì lại bị nẫng tay trên. Nhưng các mối quan hệ xã giao ở thời điểm hiện tại không được tốt nên chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận chứ chẳng thể kêu ai. Tiền bạc kiếm được trong tháng ít ỏi, thường phải giành giật, bon chen vất vả mới thu được tiền về tay. Vì thế mà bản mệnh nên học cách tiết kiệm, chớ chi tiêu hoang phí quá mức. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng này cho rằng có thể một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu tuổi Canh Ngọ không cẩn thận. Đây chính là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không được làm quá sức khiến cho khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành đi xa cũng cần phải cẩn trọng. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống tập luyện. Nên tham gia các hoạt động tập thể, đọc sách, đi dạo để tinh thần được thoải mái. Các gia chủ tuổi Canh Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Canh Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Mệnh chủ Canh Ngọ sinh năm 1990 là người hướng ngoại, bạn thích thể hiện bản thân mình. Những người độc thân trong tháng này sẽ tìm được người bạn mong muốn tại các buổi gặp gỡ, họp mặt. Hãy mạnh dạn tìm hiểu, sẽ đạt được kết quả như mong muốn bạn nhé. Tử vi tuổi Canh Ngọ tháng âm lịch tháng 12 năm 2021 cho biết có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ của bạn. Bạn thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn như vậy xảy ra trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên trong tình huống này thì bản mệnh chớ nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần mà mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021 tháng Tân Sửu năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 31 tháng 1 năm 2022 đến 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Tháng này không phải quá đen đủi đối với những người tuổi Canh Ngọ, cần phải chú ý những điều sau. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 12 năm 2021, tức ngày 11 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 12 năm 2021, tức ngày 23 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt lành đối với tuổi Canh Ngọ trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021, ngày âm lịch ngày 4 tháng 12 năm 2021, tức ngày 6 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 12 năm 2021, tức ngày 18 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 12 năm 2021, tức ngày 30 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp đến số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí.
Năm nay, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ tuổi Canh Ngọ sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài Thái Tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Canh Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi cho người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 trong tháng 12 âm lịch. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 12 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại ạ.